Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 1.977,78 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.965,56 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.985,23 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,41%, đứng ở mức 103,49 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 37.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 4,425% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 2%, đứng ở mức 77,64 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới rời khỏi mức cao nhất trong 2 tuần trong phiên giao dịch đầu tuần khi mà lãi suất trái phiếu khoa học Mỹ tăng trở lại trong bối cảnh các nhà đầu tư mong chờ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ và Mỹ Fed để đánh giá lập trường chính sách của ngân hàng trung ương này. Đến thời điểm hiện tại thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi xuống. Theo nhà phân tích thị trường của Osinity Hantan cho biết, những nhà đầu tư vàng đang tạm nghỉ sau khi mà kim loại quý này đã tăng hơn 2% vào tuần trước. Cũng có thể có nhiều khoản phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị vẫn chưa được giải quyết khỏi giá vàng giao ngay. Theo ông Hantan nói, các nhà giao dịch dường như đang chờ đợi kết quả của cuộc đấu giá trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 20 năm ngày hôm nay trước khi mà quyết định có nên kéo dài mức tăng của vàng từ tuần trước hay không. Biên bản cuộc họp của Fed sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 11 theo giờ địa phương, nghĩa là trong ngày hôm nay theo giờ Mỹ. Dữ liệu tuần trước đã bán tín hiệu rằng Fed có thể bắt đầu nới lỏng các điều kiện tiền tệ sớm hơn so với dự kiến, sau báo cáo thị trường việc làm chậm lại ở Mỹ và báo cáo lạm phát tiêu dùng yếu hơn so với dự kiến. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi, một tài sản không mang lãi suất, theo Killer Soda, nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com cho biết. Mặt khác, nhận thấy sự khác biệt khá đáng kể về nơi vàng đang giao dịch vào thời điểm hiện tại với lợi suất thực tế. Chúng ta sẽ cần dữ liệu yếu hơn nhiều từ đây để thực sự là chất xúc tác giúp giá vàng di chuyển lên trên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Lượng vàng nắm giữ của FBA Gold trước, quỹ giao dịch trao đổi vàng lớn nhất thế giới đã tăng 1,49% lên 883,43 tấn vàng vào hôm thứ Sáu tuần trước. Dự báo về xu hướng của giá vàng, các chuyên gia vẫn duy trì sự lạc quan. Các nhà phân tích cho rằng kỳ vọng lãi suất thay đổi khi lạm phát hạ nhiệt, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới và những lo ngại về suy thoái kinh tế sẽ là yếu tố hỗ trợ cho vàng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua thì mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhận bút số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống tăng. Tuy nhiên, với mức độ điều chỉnh tăng của mặt hàng vàng miếng SJC thì mạnh hơn. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 70,15 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 70,87 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 70,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,85 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đối với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 70,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,85 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Còn đối với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên tăng nhẹ, tăng 50.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại mua vào mức 59,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 60,15 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại 0,3 đến nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 59,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 60,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại hiện tại đang được mua vào mức 23.975 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.345 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.570 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.650 đồng trên một đô la Mỹ. Cũng có điều chỉnh về giá sau khi mà tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 50 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn.
SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.015.000, bán ra 7.085.000, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.015.000, bán ra 7.087.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.010.000, bán ra 7.085.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7 triệu, bán ra 7.080.000. Doji Hà Nội mua vào 7.010.000, bán ra 7.085.000. Phú Quý SJC mua vào 7.015.000, bán ra 7.085.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.018.000, bán ra 7.080.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.020.000, bán ra 7.065.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.010.000, bán ra 7.060.000. Ngân hàng T Bank Gold vào 7.010.000, bán ra 7.085.000. Ngân hàng Vietin Bank mua vào 7.015.000, bán ra 7.087.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên tăng mạnh, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.015.000, bán ra 7.087.000. SJC Huế mua vào 7.012.000, bán ra 7.087.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.015.000, bán ra 7.085.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.015.000, bán ra 7.087.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.013.000, bán ra 7.087.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì tạm thời chưa có điều chỉnh về giá, sau khi mà điều chỉnh tăng trong khoảng từ 21.000 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.915.000, bán ra 6.015.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.915.000, bán ra 6.025.000. Vàng 4 số 9 vào 5.905.000, bán ra 5.985.000. Vàng 24K mua vào 5.805.7, bán ra 5.925.7. Vàng 18K mua vào 4.304.2, bán ra 4.504.2. Vàng 14K mua vào 3.304.6, bán ra 3.504.6. Vàng 10K mua vào 2.311.000, bán ra 2.511.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.